Hình ảnh cứu mẹ tranh thủ cho con bú, những giọt sữa cuối cùng trước khi bị giết thịt. Những bức ảnh chỉ chụp cách đây một giờ đồng hồ, khi nhóm mình liên hệ thì cứu mẹ đã bị giết thịt và các con bị bán hết. Thật sự đau lòng, không biết những người ăn thịt chó nhìn thấy hình ảnh này có chút nào rung cảm mà suy nghĩ lại không. Nhóm mình không ủng hộ chuột chó vì càng chuột nhiều chỉ làm giàu cho người thịt chó và bọn trộm chó. Nhưng trước những hình ảnh này thật sự không kìm lòng được. Xin những người ăn thịt chó vì chút lòng thương xót nhỏ nhoi mà suy nghĩ lại. Để có một bữa ăn của bạn, chỉ một bữa thôi, loài chó phải đánh đổi cả cuộc đời của nó. Đối với nhiều người, một con chó chỉ là một con chó, và một dĩa thịt chó chỉ đơn thuần là một dĩa thịt. Lý do cho việc ăn chúng là giải khuây, đã thèm, là trời lạnh suối quẩy hay tụ tập cuối tuần. Tuy nhiên, họ ít hoặc hiếm khi nào thấy hình ảnh ở giữa rằng cách mà hầu như toàn bộ những chú chó biến thành một món cầy đều như hình ảnh này là đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng. Người ta thậm chí cho rằng họ vẫn ăn thịt chó và vô tư yêu một con chó. Họ quên rằng triết lý của nhân loại chưa bao giờ công nhận việc vừa yêu và vừa ăn thứ mình yêu là đúng đắn. Loài chó đã và luôn đồng hành cùng con người trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, và chó nên mãi mãi là con vật sống cùng con người, chứ không phải phục vụ cho cái bụng của con người. Xin một lần nữa, mượn trích dẫn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về vấn đề này, ba lý do vì sao không nên ăn thịt chó. Ăn thịt chó là một khoái khẩu lâu đời của người Việt, đó có thể là một thói quen. Có những thói quen nhiều đời mà đến nay chúng ta đã bỏ. Vậy thói quen ăn thịt chó chúng ta có bỏ được không? Câu trả lời là có. Tôi không phản đối những người ăn thịt chó, nhưng tôi ủng hộ những người không ăn hoặc bỏ thịt chó. Nếu bây giờ một người nói với tôi rằng hãy thuyết phục anh ta để anh ta bỏ thịt chó, thì tôi sẽ thuyết phục anh ta bằng những lý do nào? Tôi sẽ đưa ra 3 lý do. Lý do thứ nhất, thiếu thịt chó cũng không làm cho cuộc đời chúng ta phải mất cân bằng hay đau đớn. Lý do thứ hai, con chó quả thực là con vật có tình cảm đặc biệt nhất với con người. Đôi khi nó còn có tình cảm với cá nhân một ai đó hơn cả một con người bên cạnh mình. Lý do thứ ba, không ăn thịt chó không nghĩa là chúng ta làm theo ý thích của những người nước ngoài, mà chỉ là hành động hòa đồng với thế giới mà thôi. Đừng đánh mất bản sắc văn hóa Việt, nhưng hãy nhớ rằng ăn thịt chó không bao giờ là một nét trong văn hóa Việt cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.